cái lòng tham của những người khác. Người khác muốn bỏ ra 10 đồng mà kiếm 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, 5, 7 triệu đồng mà muốn mua anh đi. Vì vậy cái tâm tham đó sẽ lớn dần. Cho nên cái người mà in giấy số ra, người ta không có hiểu mà cứ để cái lòng tham với con người như vậy, thì họ tham mua giấy số thì họ phải tham cũng đặt. Nó không bao giờ đi cái tham, cái này không được thì họ đứng cái tham, đi cái lòng tham, cái từ điển này. Cho nên ở đây cái lúc đi tham sẽ dạy sau này cái tập 2 mà cứ đi tham thì nó sẽ dạy cho cái kiến là từ cái bài bản cho đến giấy số đều được. Dù là cái giấy số là một cái kiến thiết của quốc gia làm cái chuyện đó, nhưng mà một đất nước mà thầy nói thẳng ở đây cho mấy con nghe, một đất nước mà vẫn nuôi cái lòng tham của dân như vậy thì rất khó là xây dựng cái nền đạo đức cho dân. Cái lòng tham mà trong năm giới của Phật, cái đức ly tham là cái đức thứ hai, cái đức hiếu sinh cái đức nhất, cái đức thứ hai là cái đức ly tham. Ly cái lòng tham chúng ta thì không còn tham lam, không còn đồ cầm, không còn tham muốn cái này, mà nó chỉ biết cầm lao để đem lại cái sức tài ba của mình, đem lại cái sự giàu cho đất nước, đem lại cái sự bình an cho mọi người, chia sẻ những cái sự đầy đủ của mình cho những người đó, chứ không phải là cái người mà ly tham là tiêu cực không làm việc, mà trong cái ly tham là không tham nhưng đem hồi sức lực ra làm việc để xây dựng quê hương, xây dựng cho con người đầy đủ tốt đẹp, tiện nghi hơn, đầy đủ, chứ không phải là ly tham là không làm. Cho nên ở đây cái nền đạo đức ly tham mà thầy tự viết cái bộ sách này đó, nói thẳng nói thật, nhiều thầy biết rằng giới số là do nhà tôn nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng tham. Chứ nếu mà không có cái lòng tham thì ai nhà nước thì dẹp rồi, không bao giờ bán ai mua cũng phải dẹp. Nhưng mà vì bây giờ mọi người người ta đang làm cái nghề đó mà lại biết tiết kiệm từng cái đồng đó để mua sách cho trẻ nghèo, trẻ em nghèo, để mua những cái tập sách đó để đến đây cúng dường cho các tu sĩ tu học về cái đức, về đạo đức. Thật sự ra thì thầy không nhận thì cái tội, mà thầy nhận thì đó là tiền của bao nhiêu người tham tập trung vô đây mới có ra được những cái tập vở này như vậy. Cho nên vì vậy đó, thầy nhận để tặng cái thứ cho những người có cái lòng cúng dường nhận. Nhưng tập cái này, tập giấy này thì đương nhiên cho các em nghèo, giúp được các em nghèo. Thì thầy khuyên mấy con nên dùng cái số tập vở này để giúp cho các em các học trường, cho các em các học trường được tập hay tập trong một cái lớp học nào đó cho các em nghèo, giúp hai thầy. Còn ở đây tu sĩ thì đương nhiên là không có tập giấy mà học, thầy sẽ xin Phật tử giới đồng tiền giúp chị để cho các tu sĩ phước của mình tu đủ tu học nhận lãnh cái này, nhưng vẫn thì cái tâm tham thì không được. Cho nên vì vậy mà thầy cũng xin người Phật tử khác để cho các tu sĩ, chừng nào mà các tu sĩ này tu xong rồi nhận lãnh cái số tiền cúng dường này để làm cái gì, cũng như thầy bây giờ nhận do cái tâm của thầy đi tham được nhận, thầy sẽ biết cách thức là đem cái số tiền này làm gì cho những người đã cúng dường thầy để được phước báo, để được phước đúng cái nghĩa của cái sự bố thí, cái sự bố thí đó. Cho nên con hai thầy giúp đỡ